Mình đang có mặt ở đây là thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Hiện mình đang đi từ ngoài biển vào để ngắm chiếc cầu bắc qua đôi bờ sông Đốc mới vừa được cắt băng khánh thành. Chiếc cầu này thì đã qua hơn 2 năm thi công và cuối cùng đã được cắt băng khánh thành thông xe vào ngày 10 tháng 12 vừa qua. Cách đây cũng chỉ mới có 20 ngày. Chiếc cầu này thì có chiều dài thân cầu cũng tương đương với cầu Nam Căn bắc qua sông Cửa Lớn. Theo mình nhìn thấy thì về mẫu mã chiếc cầu này cũng giống như tất cả những chiếc cầu khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ có lan can hai bên cầu thì có vẻ là thẩm mỹ hơn những chiếc cầu khác. Ở đầu cầu phía đông bên này là chợ Xẻo Quan, khu phố 6B. Ở khu vực đầu cầu bên này là hướng bắc, đoạn đường này là đường dẫn lên móng cầu. Con đường này thì cũng là trục lộ chính đi lên trung tâm thành phố Cà Mau. Con đường này mới mở những ngày gần đây mà cũng đã có nhiều dịch vụ cỡ lớn mọc lên. Trung tâm mua sắm điện máy nội thất Kim Chi. Những ai đến Sông Đốc mà cần mua sắm điện máy nội thất thì đến với địa chỉ này nhé. Ở đây thì cách móng cầu 150m và sau này sẽ trở thành một ngã ba có lộ giới là 30m. Cầu này thì được xây dựng ở khoảng giữa của hai chợ, chợ lớn và chợ nhỏ giáp với nhau. Các tuyến đường này hiện tại thì đang trong quá trình thi công. Tuyến đường trước mặt của chúng ta là đi thẳng theo hướng bắc, nối liền với đầu tuyến đê phòng hộ ven biển. Đi lên là hòn đá Bạc, Khánh Hội và tiếp giáp với Kiên Giang nữa. Còn khu vực có hàng rào này thì sẽ mở một con đường băng ngang sau hậu chợ lên, đi thẳng theo hướng tây, đi ra cửa biển. Còn hiện tại bây giờ thì xe ô tô trong trung tâm thị trấn không có đi tới bãi biển được. Còn con đường này thì đi lên móng cầu nè. Ở Sông Đốc mà mấy tòa nhà từ 4 tầng trở lên coi như là họ nuôi chim miếng hết. Mình sẽ đi bộ lên cầu để ngắm cảnh thị trấn Sông Đốc một chút thì vui. Đến với trung tâm thị trấn Sông Đốc thì tiếng ồn nhiều nhất đó là tiếng chim miếng. Chim miếng thì có hai loại, loại đuôi dài và loại đuôi ngắn. Chim yến làm tổ bằng chất vải thì gọi là quyền biểu, còn loại chim kia thì chỉ làm tổ bằng đất. Nhìn ở đầu cầu này thì rất là nhiều tòa nhà nuôi chim yến luôn. Có tòa nhà 7 tầng này ra nhìn giống như một hotel. Khi đến gần mới biết là nhà nuôi chim yến.
Người chim yến thì cứ tới mùa vụ là thu hoạch gọi phải tốn khoản chi phí thức ăn, chỉ có chi phí căn nhà cố định một lần, còn nếu nghỉ nuôi thì căn nhà vẫn có thể ở bình thường. Cầu đã thông xe mà các cầu thang lên xuống hai bên bờ sông thì công nhân vẫn tiếp tục sử dụng cầu thang thì quan trọng lắm. Này là máy nắp cống đường hầm dẫn điện, hiện tại thì vẫn còn đang thi công. Vào những ngày cận Tết Nguyên Đán mà ghe đánh bắt thủy sản thì họ sẽ hoạt động liên tục để cho thuyền viên có tiền để mà ăn Tết. Cho nên nhìn trên sông không có thấy tàu ghe neo đậu. Ở hướng này là hướng tây đi thẳng ra cửa biển. Từ cầu này mà ra cửa biển thì cách 1,5 km. Ra ngoài cửa biển mà những ngày đẹp trời thì nhìn thấy hòn chuối rất là rõ luôn. Hòn chuối thì cách cửa biển sông Đốc khoảng 19 km. Ở bên này là chợ Xẻo Quao, đối diện với trung tâm thương mại Chợ Lớn. Ở đây là khu phố 6B, còn khu phố 6A thì từ đầu cầu trở vào. Chợ Xẻo Quao thì thành lập vào năm 1995, tính đến nay cũng khoảng 30 năm. Còn ở bên này là khu thương mại Chợ Lớn. Chợ Lớn thì dân cư đông đúc hơn nhiều so với các khu chợ mới thành lập sau này. Thị trấn Sông Đốc có tổng diện tích là 2.900 hectare, dân số là 40.000 người. Dân số tạm trú làm ăn tính bình quân hàng năm thì cũng khoảng chừng 1/4 dân số ở địa phương, đa số là những người làm nghề trên biển. Cầu này thì được xây dựng vào cuối tháng 10 năm 2021, có tổng kinh phí là 690 tỷ đồng, tổng chiều dài là 1.042 m, rộng 13 m, lề bộ hành là 1,5 m, chiều dài phần thân cầu là 687 m và vận tốc cho phép là 50 km/h. Phần lan can hai bên cầu thì được làm bằng kim loại, này chắc bằng nhôm thì phải hơn. Có chiều cao thì khoảng chừng 1,5 m. Con sông này thì đi thẳng lên trung tâm huyện Trần Văn Thời và thành phố Cà Mau, mà chúng ta sẽ không có rẽ qua một nhánh sông nào khác.
đi lên trung tâm tỉnh mà đi đường sông thì cũng rất là tiện. Còn khu vực bên này là chợ nhỏ và chợ cảng. Chợ nhỏ thì được thành lập vào năm 1997, năm cơn bão số 5. Năm 97 thì cũng là một cột mốc tách tỉnh Bình Hải ra làm hai tỉnh là Cà Mau và Bạc Liêu. Còn ở bờ sông bên này là khu phố 6A, là hướng đông của đầu cầu. Hiện tại thì cũng đang thi công tuyến đường Đông Tây nối liền với cầu Gành Hào. Cầu Gành Hào, thị trấn Gành Hào thì hiện tại cũng đang trong quá trình thi công. Ở khu vực thị trấn Sông Đốc thì theo thống kê có đến hơn 1.000 tàu cỡ lớn đánh bắt xa bờ. Tính bình quân mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 100.000 tấn hải sản. Và đây cũng là một góp phần rất lớn cho ngân sách của quốc gia của chúng ta.